Xong nhà xin chào các bác nhá. Bên em vừa dọn xong tiếp được một con máy rửa bát TR5 này, một con máy theo như em đánh giá là đẹp xuất sắc các bác. Đấy, hình thức bên ngoài các bác nhìn đã làm trắng đẹp long lanh mịn màng các bác nhá, mã số 10. Cực đẹp luôn. Này, bảng điều khiển mọi chức năng công nghệ Eco Navi rất mới. Nói chung một con máy cái chất em đánh giá là cực đẹp luôn. Hai bên hông cũng rất là đẹp luôn này. Các bác nào đang tìm một con máy tầm tiền hợp lý ngon bổ rẻ thì các bác lấy luôn con này. Đối với tất cả các cái dòng rửa bát từ TR3 cho đến TR8, TR9 tính năng đều giống hệt vậy các bạn, không có gì thay đổi về tính năng nhé. Kích thước đều nguyên xin như nhau. Đấy, tất cả bên Nhật này họ cũng chỉ dùng 1 đến 2 năm thôi các bạn. Khi mà một cái máy nó bị bẩn về nội thất cái nào họ cũng có thể bỏ ngay hoặc là có chuyển nhà bỏ, không thích thì bỏ. Đấy, con này đầu hồi bên này rất là đẹp luôn này, sơn đấy gần như không có xước với nào nhé, cực đẹp luôn. Nhìn bên ngoài còn đẹp hơn bên trong clip ấy, bóng loáng luôn. 2011 có những series là 1774 này, một con máy cực đẹp. Nội ngoại thất không có gì để chê nhé, mà nội thất thì các bạn này được nóng luôn nhé, rất mới luôn. Đây, chỉ đây mỹ mãn, nội thất cực sạch. Đấy, TR5 đẹp như TR7, TR89 giờ thậm chí còn đẹp hơn luôn. Và giá thành thì chỉ có 3,2 triệu thôi các bác ơi, 3,2 triệu bảo hành 1 năm nhé. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu tìm hiểu một con máy rửa bát ngon vừa rẻ các bác lôi nhé. 3,2 triệu thôi, chào các bác.